Mát quá. Cái bình này mày mua ở đâu mà xịn như đẹp quá vậy? Sản phẩm này là tao mua trên shop áo Thế Vũ. Giá vẫn như cũ nhưng mà chất lượng hơn nữa. Ủa, chất lượng làm sao mày? Thì nó đẹp hơn, chống da độc với lại chống bể tốt hơn. Ôi, hay vậy cho tao mượn đi. Không, mày tự đi mua. Cho tao mượn. Mày tao. Đó, thấy chưa, đâu có bể à. Ôi, nó không bể thiệt luôn cả. Tao nói rồi, cái bình này xịn lắm, mày không tin. Dắt tao đi mua một cái đi. Đi. Ngoài bình nước cực xịn mà giá vẫn như cũ ra, shop áo Thái Vũ còn cho ra mẫu áo mới, đó là bộ tứ xanh sói cực kỳ quân ngầu luôn. Và tất cả các sản phẩm này đều có trên shop áo Thái Vũ.com. Các bạn nhớ mua hàng để ủng hộ team nha. Và bây giờ chúc các bạn xem phim vui vẻ nha. Ở tập trước, chúng ta đã được chứng kiến một trận thư hùng giữa bốn xanh sói mạnh nhất. Tất cả đều không kiểm soát được bản thân và chiến đấu như bốn con sói thật sự. Trong lúc trận chiến đang hồi quyết liệt thì Omni và Virus Sun đã nhảy vào can thiệp để tránh khỏi cảnh trái đất bị phá hủy. Omni thì chiến đấu với 505 và 606, còn Virus thì ở lại cân hai chiến thần 404 và 707. Dĩ nhiên, một mình Virus thì không thể chống đỡ nổi hai xanh rất bá này. Trong khi đó, Omni vẫn có thể dễ dàng cân được hai xanh 505 và 606. Nhưng nói về việc cân 4 thì là một việc rất khác. Mặc dù đã dùng tới chiêu thiên thạch khổng lồ nhưng Omni vẫn không thể chủ nổi chức 4 xanh mạnh nhất này. Tưởng như sẽ không thể kiểm soát được bốn xanh sói nữa thì Alpha đã xuất hiện. Và nhờ vào tình cảm rất lớn giữa hai anh em, 404 đã thức tỉnh. Sau đó thì màn nhào lộn chứa danh của 404 đã làm ba xanh sói còn lại tỉnh thức. Trận đại chiến kết thúc êm đẹp. Liệu mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn xem tiếp tập 141 này nhé. Tập 141, Chino-san và 707 đã biết yêu. Ủa ông bà dê, tự nhiên kêu con với San ra đây làm gì vậy? Gì vậy? Không lẽ bốn San kia quá thành sói nữa hả? Hả? Không lẽ nào lại hóa thành heo? Khùng quá, sao mà hóa heo được con? Nhưng sao? Con trai của ta, nó cũng đã đến tuổi cập kê rồi. Lại? Thì là 707 đó, tối ngày lủi thủi một mình. Ừ, lớn thiệt. Bự chản luôn. Nhưng mà liên quan gì, tiện nó lớn kêu con ra đây làm gì? Hai đứa có ai làm mai cho thằng 7 nhà cô được không? Chứ nó cứ như vậy hoài, sợ nó bị tự kỷ quá. À, làm mai cho 707 à? Không nói sớm, nhiều lắm. Đúng rồi. Momo nè. Dê. Annabelle nè. Chê. Koyoma nè. Chê luôn. À, bà ngoại Danny nè. Đúng rồi. Trời ơi, bà còn già hơn ta nữa đó. Toàn mỹ nhân trong phim không mà không chịu. Chứ muốn ai vợ, bó tay luôn. Ta có một người, định gả cho nó. Có một người hả? Ừ. Ai vậy? Ai vậy? Cha ra đó. Hả? Cha ghê. Cha ghê. Ê, bắp xương, bắp xương, bắp xương. Ôi chết rồi, bắp xương lên máu rồi bà dê ơi. Chết cha ơi. Thôi thôi, ta giỡn thôi, tỉnh lại đi. À, bà dê giỡn thôi, tỉnh lại đi pháp sư. Ôi trời ơi, ông xỉu luôn rồi. Trời ơi, tính sao giờ bà dê ơi. Thôi thôi, để kéo ông về cho ông uống thuốc lên máu nha. Đi đi pháp sư ơi, trời ơi là trời. Giỡn có chút xíu mà nó làm quá à. Hay là ông hỏi xem ý nó như thế nào luôn đi. Còn con nữa bảy, con không thể sống như vậy hoài được. Hãy nói cho ta biết mẫu bạn gái của con là gì vậy hả? Lại lắc đầu và bỏ đi. Bà coi đó, mỗi lần nói đến chuyện này là nó lại bỏ đi như thế. We'll be right back.
ra, người ở đây cha ra. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, người phải trả giá. 17 năm về trước. Đây là thế giới Undertale lúc vừa mới xuất hiện. Sao tự nhiên đang đi mà rớt xuống đây? Ôi sao cây không vậy? Không có ai hết vậy? Có ai không? Có ai không? Mua tôi về. Có ai không? Mẹ thấy gì không mẹ? Thấy gì con? Chị đó đẹp quá. Thấy thì sao con? Thì mẹ cưới chị đó cho con đi. Trời ơi, tuổi con còn nhỏ xíu à, con đứng chưa tới nách người ta nữa, cưới cái gì? Tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu mẹ. Để mà mẹ cưới cho con đi. Ôi, mới giờ. Ôi, mày đi ra nha, tao mét chị tao chính tao ra nha. Đi. Tôi đến đây để giúp bạn đó. Bạn đừng có sợ nha. Ôi, giúp hả? Có người nào dễ thương hơn ông chứ? Nhìn nguyên bộ xương nhìn ghê quá à. Tôi là đẹp trai nhất Undertale rồi đó. Nhưng mà thật ra bạn chỉ ở trong thế giới game thôi. Chỉ cần bạn hoàn thành các nhiệm vụ trong game là có thể thoát ra ngoài. Bạn có hai chế độ để chơi game. Một là chế độ bạn bè, hai là chế độ diệt chủng. Tôi hả? Trời, tất nhiên là chọn chế độ bạn bè rồi. Nếu bạn chọn chế độ bạn bè, bạn phải trả lời đúng hết các câu hỏi của các quái vật Undertale đó. Hiểu chưa? Vậy hả? Đúng vậy. Mà quái vật ở đâu? Bạn quay trở lại điểm xuất phát đi. Các quái vật đã xuất hiện rồi đó. Khi nào cần hỗ trợ, mình sẽ ra giúp bạn, cứ yên tâm. Tự nhiên mưa nghe em trời. Chưa thấy quá giờ. Ê! Ôi! Con gì? Ôi! Quá giật thiệt kìa. Gì vậy bà nói? Ta là mỹ nhân á. Ôi ghê vậy. Tôi tại sao lại đến đây? Không biết nữa, tôi đang đi vậy nè. Xong cách tôi rớt xuống dưới đây luôn. Đây là ở đâu cũng biết nữa. Rồi bạn tính chọn chế độ bạn bè hay là giết chúng? Bạn bè, tất nhiên là bạn bè rồi. Vậy là tốt đó. Không là chết với tôi. Ủa, lỡ tôi chọn chế độ quỷ diệt rồi sao? Tôi kéo bằng xuống đi. Đừng giỡn, không có biết bơi. Không có nữa. Nghe tôi hỏi nè. Hỏi đi. Con cá có lông nách hay không? Không. Sai biết, sai biết rồi nha bạn. Ủa, chưa có con cá đâu có lông nách đâu. Sai như bánh bèo. Xem nè. Trời ơi, hỏi câu khác được không? Chắc gỡ đi. Không. Mỗi quái vật chỉ hỏi một câu hỏi mà thôi. Nếu trả lời sai nhiều, nhiệm vụ sẽ thất bại. Vậy hả? Đúng vậy. Vậy bây giờ tôi phải đi tiếp á hả? Đúng luôn. Cây kỳ vậy ta. Chúc thượng lộ bình yên. Có lông nách hay không? Nữa hết ta.
Hồi nãy con cá vậy mà nó có. Con khỉ nó nhiều lông vậy chắc nó cũng phải có. Con khỉ có lông nách. Chúc mừng bạn, câu trả lời này chắc quá. Xin nè, ta làm gì có lông nách. Thậm chí người ta không có con lông nào luôn. Là Erosan 707. Em chặn đường chị có gì không? Muốn làm bạn hả? Không có. Em muốn làm người yêu của chị. Hả? Đúng rồi, người yêu á. Gì? Thôi em nói lại chị nghe rồi, chị nghe không rõ. Em là Erosan 707. Em muốn làm người yêu của chị. Trời ơi, thằng này ôi bị lớn à. Yêu đương cái gì? Con nít con nòi, lo đi học đi. Tình yêu không gian bị tuổi tác. Em sẽ bảo vệ và quan tâm chị. Thôi trời, mới bên lớn à. Em lo em học hành đi, yêu đương gì? Em sao mà biết yêu được? Vậy như thế nào thì chị mới yêu em? Sau này em lớn đi rồi chị với em nói chuyện, chứ giờ em còn nhỏ xíu à. Vậy em sẽ lớn lên, em sẽ yêu nhau với chị. Trời ơi á, đại đi mốt em lớn đi rồi tính. Em nhất định sẽ lớn lên. Thôi, cái thế giới anh đã theo này kỳ lạ thì chứ. Khó hiểu quá cái gì mà hỏi thì lông nách rồi. Trời ơi, biết giờ sao mà ra hôm nay luôn. Bây giờ kiếm mấy giật đâu trời. Ê, nhỏ kìa. Ủa, con gì á? Kệ tao, đi đâu đây? Đi chơi. Chỗ này cho mày chơi hả? Bây giờ muốn làm sao, muốn hỏi nữa đúng không? Không. Trước khi hỏi, tao sẽ hát cho mày nghe một bài hát. Cái gì, nghe hát nữa? Đúng. Thôi hát nhanh đi. Cùng bên nhau mai sau là điều ước muốn lớn nhất. Bàn tay anh đưa ra tôi là nắng ấm lấp lánh. Dù hai ta già đi và dù hai ta già đi, và còn đầy bóng dáng ngày ấy một điều không xa rồi. Gom đi, cùng đi, ngàn năm về sau vẫn có nhau. Tôi bao lớn tình yêu chúng mình. Yêu nhau đi để rồi mai. Em mệt quá, xong rồi á. Xong rồi hả? Quá khen. Giờ mày nghe tao hỏi nè. Rồi hỏi đi. Tao hát có hay không? Câu hỏi quá đơn giản. Trên thế giới này ai mà không thích mình được khen hát hay chứ? Bạn hát hay lắm luôn á. Rất là hay luôn. Cho bạn 10 điểm. 10 điểm. Ha. Sai. Vậy tao hát dở vậy mà mày dám khen hay, thật là đê tiện. Gì bạn hát dở không hay dở à? Sai luôn. Ủa, chứ câu trả lời là gì? Là tao hát không hay, cũng hát không có dở. La 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 la. Trời ơi, ghét cái anh thật theo này. Chơi gì bịp dễ sợ. Ai kêu mày ngu quá. La 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 la. Ủa, cái thế giới gì mà ai cũng kiếm chuyện ta. Lúc thì hỏi này hỏi kia mà trả lời tao cũng vừa lòng còn hơn. Ê bạn gì nữa đây, con gì đây? Rồi muốn hỏi gì hỏi luôn đi. Hỏi gì? Hỏi câu hỏi nào vớ vẩn đi. Mình đâu có muốn hỏi bạn gì đâu. Mình chỉ là một sanh rất thân thiện ở Undertale thôi. Và mình chỉ muốn làm bạn thôi. Hả? Làm bạn hả? Đúng rồi. Thôi, làm bạn là tôi phải ở đây luôn đó. Mà tôi không muốn ở đây đâu, tôi muốn về nhà. Thôi, tôi phải đi kiếm đường ra. Lulu. Ôi Lulu, đây là bạn của tao á. Đừng có cắn bậy nghe chưa. Ôi, dễ thương hả? Đúng rồi, bét của tôi á đã từ kêu xuống cho bằng nặng. Kêu xuống đây. Xuống chơi này luôn. Ôi, dễ thương hả? Ê, cho tôi đem về tôi nuôi được không? Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ có nói làm bạn thôi à. Vậy thôi, trả cho bạn á. Đi đi luôn. Thôi, giờ chắc tôi kiếm đường tôi về trái đất nha. Khó lắm. Dù gì cũng cảm ơn bạn nha.
ở đây có mình bạn là người tốt á. Ờ thôi thì đi nha. Ờ bye, cẩn thận nha, bye bye. Trời ơi, không biết chơi game nữa đâu ơi, nhưng mà mệt muốn chết luôn vậy. Trời ơi, vậy cũng sai, vậy cũng sai. Với anh theo gì mà biệt thiệt chứ. Hi. Nếu bạn không thể chơi ở chế độ bạn bè, bạn có thể chuyển sang chế độ diệt chủng. Thôi, trời ơi, ác lắm luôn á. Tự nhiên đi giết người ta. Thứ nhất, đây chỉ là một game. Thứ hai, chưa chắc bạn đánh bại được bọn tôi. Bạn có thể chuyển sang chế độ này bất kỳ lúc nào. Tạm biệt. Giờ sao ta? À, đúng rồi, phải nhờ chị cha ra thôi. Chị ơi, cứu em với, chị ơi. Game này dễ mà em. Để chị chơi cho. Không phải nhỏ hồi sáng hả? Sao hôm nay nhiều đứa xuống đây quá vậy? Sao cũng được. Nhìn cái mặt là biết chọn trả lời câu hỏi rồi đúng không? Chuẩn bị nghe nè. Con khỉ có lông mắt hay không? Ta cho ngươi 5 giây để trả lời. 1 2 3 4 5 Sao con nhỏ này nó mạnh quá vậy? Ê, nhỏ kia, lại đây biểu coi. Lại đây, lại đây. Ủa, nhỏ khác hả? Nhỏ kia chắc bị game over rồi đúng không? Mà nhìn mặt mày là biết chọn trả lời câu hỏi rồi đúng không? Nghe tao hỏi nè, cá có lông mắt không mày? Tao cho mày 5 giây để trả lời đó. 1, 2, 3, 4, 5. Coming này, tên số về nhà mình này. Coming này, tên số về nhà mình này. Ủa, con người? À, chắc là mê giọng hát của mình nên quay lại đây. Hey, hey. Hello girl. Ủa, nhỏ khác hả? Tên gì đây? Chara. À, ôi sao cũng được. Trước tiên, nghe ta hát cái đi, rồi tính sao. Mong con này, con xuôi về nhà mình này. Mong con heo, con xuôi về nhà mình này. Mong con dê, con xuôi về nhà mình này. Mong con... Ủa, ê bạn bạn bạn, lại đây chơi. Lại đây chơi với tôi nè. Ồ. Ủa, bạn là bạn mới nữa hả? Hôm nay ngày gì sao nhiều bạn mới vậy ta? Bạn tên gì vậy? Chara. Ồ, tên cũng đẹp á, nhưng mà không đẹp bằng tên tôi đâu. Ngươi tên gì? Tôi tên là Gino San. Bạn có phải là quái vật không? Ờ, nếu xét về lý thuyết á, thì tôi cũng là một quái vật á. Nếu chọn chế độ diệt chủng, có cần phải tiêu diệt bạn không? Ờ, theo tôi nghĩ á, thì cũng phải tiêu diệt luôn á. Con nhỏ chả ghê này, dám phản bội lòng tin của ta hả? Ta sẽ báo thù. Chị chơi xong game rồi đó Rick. Chưa đâu bạn. Sao mà dễ thắng game Undertale này của tôi được? Ngươi là ai? Tôi chính là San, và là người cuối cùng bạn phải đánh bại nếu muốn chiến thắng trò chơi này. Sao cũng được. Được lắm, thử thách đầu tiên. Wow, thử thách thứ hai. Ồ, được lắm, thử thách thứ ba.
Như vậy mà đòi thắng game hả bạn? Hả? Gì vậy? Hay lắm, bạn là người đầu tiên thắng được game này đó. Xin chúc mừng bạn. Chị chơi game giùm em xong rồi đó Rich. Ủa chị, sao chị làm vậy? Sao tất cả biến thành linh hồn hết rồi? Không sao đâu con. Bà là ai? Ta là Toriel. Ta đến đây để hỗ trợ con chơi game được dễ dàng hơn. Tất cả những thứ ở đây chỉ là ảo thôi, không sao đâu con. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là thoát ra. Nhưng mà chị con chọn chế độ này thì cũng dữ dằn thật đó. Con cũng biết là ác nữa, mà con đâu có ngờ là chị con làm vậy đâu. Nhưng mà con, chỉ cần nhấn nút reset là tụi nó sẽ được hồi sinh và quên hết mọi ký ức. Quá, trời, sống lại hết rồi kìa. Ôi trời ơi, bà cứu mọi người sống lại hết trơn luôn. Ừ, con cũng thắng được game rồi đó. Về nhà đi con. Thôi, con không về đâu. Ở đây chơi vui hơn. Ở đây có bạn chơi vui hơn. Thôi về đi, ở đây làm gì? Hả? Ôi bà dễ thương vậy, bà nhận con làm con của bà ấy. Cho con kêu bà bằng mẹ ấy. Hả? Nha? Làm nha. Con hả? Nha. Năn nỉ, năn nỉ. Ok. Ôi từ từ thôi con, từ từ thôi. Khoan đã, có chuyện rồi con. Hình như có một nhân vật đang bị lỗi. Hả? Tại sao vậy ta? Kỳ á. Hệ thống thông báo là có một nhân vật đã chặn chế độ reset của game và những ký ức vừa rồi vẫn được lưu lại. Ủa? Không biết là có gây ra hậu quả gì không nữa. Thôi kể chứ không sao. Ta cũng mong là vậy. Tưởng reset ta là dễ hả? Game chỉ là ảo, nhưng sự phản bội lòng tin là thật. Ngươi phải trả giá vì điều đó chứ à? Ai đây? Xanh mới hả? Đến đây hỏi ý tụi em chưa? Các em là ai? Nếu anh muốn biết thì em sẽ trả lời. Em là Sì Chung. Em là Sì Tin. Hai thằng chế châu đại diện cho cái chế đất này. Vậy hai em muốn gì từ anh? Thì ở chế đất này á, hai anh em mạnh lắm, ai cũng sợ hai anh em hết á. Nếu mà anh không muốn bị người chế đất ăn hiếp á thì anh hiểu ý tụi em rồi. Đợi anh một chút. Đây. Ủa anh, tụi em đâu có ít cái này đâu. Còn gì kéo anh? Đây là món anh thích nhất đó. Hết rồi mày ơi. Ủa kìa. Thôi lấy lại đi. Thật sự rất ngon mà đúng không? Mà anh xuống đây chi vậy? Anh đến đây để tìm một người. Tìm ai hả? Chara. Bậy rồi đó nha. Pháp sư mê chơi game á. Anh mà đụng vô là pháp sư đánh anh chết. Pháp sư là mạnh ngang ngửa tụi em á. Nhưng mà anh không quan tâm. Anh cảm ơn hai em rất nhiều. Rất vui được làm bạn với Sì Chung và Sì Tin. Ủa đâu rồi? Thôi đi mày ơi. Ý trời ơi, nặng dữ vậy nè. Trời ơi, tỉnh dậy bông sư ơi, tỉnh dậy. Chàng à. Trời ơi, bà dê chỉ nói giỡn thôi, chứ không có gã cha ga cho 707 đâu. Giỡn hả? Đúng rồi. Ok, đi chơi. Ok, đi chơi. Ủa, em kiếm bông sư nãy giờ nè. Ủa, hai đứa đâu kiếm bông sư làm chi? Có vụ gì hả? Có thằng sao nào á, nhìn lạ lắm, đi tìm chị chơi gà á. Cái gì? Hả? Kiếm chơi gà hả? Hả? Thằng 707 đúng không? Không, dạ lắm. Ê, bác sư,
xíu nữa ơi, trời ơi khổ quá mà, đã muốn chết mà xíu hoài à. Có thư bỉ vậy? Đã hết tập này rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shopaothevu.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mẹ quá. Cái bình này mày mua ở đâu mà xịn như đẹp quá vậy? Sản phẩm này là tao mua trên shop áo Thế Vũ. Giá vẫn như cũ nhưng mà chất lượng hơn nữa. Ủa, chất lượng làm sao mày? Thì nó đẹp hơn, chống da đập với lại chống bể tốt hơn. Ôi, hãy giờ cho tao mượn đi. Không, mày tự đi mua. Cho tao mượn. Mày tao. Đó, thấy chưa, đâu có bể đâu. Ôi, nó bể thiệt luôn cả. Tao nói rồi, cái bình này xịn lắm, mày không tin. Dắt tao đi mua một cái đi. Đi. Ngoài bình nước cực xịn mà giá vẫn như cũ ra, Sắp áo Thái Vũ còn cho ra mẫu áo mới, đó là bộ tứ xanh sói cực kỳ cun ngầu luôn. Và tất cả các sản phẩm này đều có trên shopaothevu.com. Các bạn nhớ mua hàng để ủng hộ team nha. Và bây giờ chúc các bạn xem phim vui vẻ nha.